Sáng ngày 14 tháng 7, Thiếu tá Lê Kim Vân, đội phó cảnh sát giao thông quận Gò Vấp cùng tổ công tác công an quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh điều khiển xe mô tô đặc chủng tuần tra nhiều tuyến đường trên địa bàn. Đây là hoạt động chuyển từ kiểm tra, kiểm soát cố định tại các chốt, trạm kiểm soát sang tăng cường tuần tra kiểm soát, kiểm tra lưu động trong phạm vi và các tuyến đường xung quanh các chốt được công an thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt triển khai từ ngày 13 tháng 7. Kế hoạch tuần tra kiểm soát của tổ công tác công an quận Gò Vấp cũng như công an thành phố Thủ Đức và các quận huyện được thực hiện sau khi hơn 300 chốt phòng dịch trong địa bàn nội thành được chuyển từ hoạt động cố định sang tăng cường kiểm tra lưu động. Theo đó, 11 chốt kiểm soát dịch trên địa bàn quận Gò Vấp vẫn được duy trì. Tuy nhiên, lực lượng công an thay vì trực cố định thì tuần tra lưu động. Tổ công tác gồm cảnh sát giao thông, cơ động và cả cảnh sát hình sự công an quận Gò Vấp di chuyển đến giao lộ đường Phạm Văn Chiêu, Thống Nhất thì phát hiện nam thanh niên không đội nón bảo hiểm nên phát tín hiệu dừng xe. Người này sau đó bị phạt 2,2 triệu do ra đường không có lý do chính đáng. Tương tự, nhiều người dân tham gia giao thông trên đường nhưng chủ quan không đội nón bảo hiểm đã bị dừng xe xử lý. Đa số giải thích là đi mua đồ dùng thiết yếu. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an sẽ xác thực lại việc ra khỏi nhà của người dân là có chính đáng hay không. Khoảng 10 trường hợp đã bị lập biên bản. Trong sáng nay, chỉ tính riêng trên địa bàn quận Gò Vấp, công an đã tổ chức 8 tổ tuần tra lưu động. Toàn bộ các lực lượng công an quận đều được huy động từ cảnh sát kinh tế, cảnh sát phòng cháy chữa cháy, phong trào, an ninh thực hiện nhiệm vụ. Còn tại địa bàn quận 11, các tổ công tác thuộc công an quận cũng thực hiện tuần tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp ra đường không cần thiết. Sáng cùng ngày, một tổ công tác phát tín hiệu dừng xe máy với thanh niên chạy xe máy ở vòng xoay Hòa Bình. Tuy nhiên, người này điều khiển phương tiện tháo chạy. Thanh niên này sau đó bị xử lý nhiều lỗi như không chấp hành hiệu lệnh, không xuất trình bằng lái, đăng ký xe và vi phạm phòng dịch theo chỉ thị số 16. Một thành viên tổ công tác cũng chia sẻ về việc trực ở các chốt kiểm soát thì sẽ kiểm tra được nhiều phương tiện nhưng tốn nhiều công sức, người dân cũng khống chế bằng nhiều cách như đi vào các con hẻm. Trong khi đó, việc tuần tra lưu động sẽ có yếu tố bất ngờ, người dân sẽ có ý thức hơn. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về vlo@phapluottb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.